Giờ cậu em đang đi về mà. Được nãy đếm hết tổng cộng được 50 50 mấy con đó, giờ được một mình cậu em với lại hai vợ chồng là ăn dư dả. Ở đây là đi lên cho ngay Vinco luôn đó, giờ được. Đây đó, thành quả hồi sáng giờ có hai con cháu đây. Có hai mua không không nha? $100 một ký, $100 một ký. Ship qua bên tới Cali luôn. Vị trí nhà là được hết. Đại cá này nó mắc tại vì người đặc biệt dân mà lâu lâu mới xuống biển dân mà thành ra cá nó mắc. Hấp dẫn vừa mới chỉnh ha, ngon bữa nay đầu tuần mà cũng có khách tắm cũng lai rai này gia đình. Đây là cậu em đang kéo vô giác thứ tư, giác này chắc nếu mà ít là cậu em về luôn là đủ nấu rồi. Đây gia đình ơi, đựng bịch như đây à, giá này đựng như đây nè gia đình, mình hấp dẫn ha. Cũng được hai mấy con á, khoảng 20 con á. 4 con cá đục với lại một con cá chép. Mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em với cậu em đi xuống với biển Vinco văn lưới lưới cá đục. Bây giờ mưa quá không có ra clip được cho gia đình mình xem. Bữa nay trời nó mới đẹp nè, ông trời bữa nay mới đẹp mà biển nó hơi im nè, cũng qua mưa cả ngày luôn. Hôm nay em với cậu em đi xuống biển văn lưới cá đục, hôm qua thấy người ta văn cũng nhiều lắm, không biết hôm nay thì cậu em văn có hay không. Từ đó là đánh xuống được rồi hả cậu? Chắc cú lắm, cầm theo cái bao nữa. Lắm lưới là thấy mới mà không biết có cá hay không nha. Trời, có cái gì họ ghé qua chợ mua nửa ký về nấu hành tiêu luôn. Biển êm ai gia đình ha. Cậu em đang văng lưới về đó đó. Cái này mà trời êm về mà có cá văng sướng. Còn bữa qua em xuống biển sóng quá trời luôn, mà trời thì làm giông đông mù mịt luôn á. Mấy chiếc cái đò xanh xanh ở ngoài đó là đang đi biển vô gia đình. Còn xa xa ngoài kia nè gia đình thấy không, là có cái anh đó đang đi te vuốt á, cái đi te vuốt á. Cái gì mà cậu của em chạy ra không biết, nó dính gì vào đó. Lưới nó lăn giấu nồi ngay chỗ đó luôn à.
đi coi đóng cái gì không biết. Có đóng ở gia đình à, mà không biết nhiều hay ít thôi. Em thấy có cá đó, cá đục á. Cái đục này nó cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Tại cái mặt lớn nó nhỏ, lưới cá trong bờ mà. Gì mà nó thấy lưới tá lạ luôn. Có dấu à cậu à, có đóng đó. Có đóng đó. Ồ, cá mai phải không? Cậu kéo lên trên đây con lên con phụ cho. Giờ em phụ. Thì ba cái ấy không? Cá sơn. Tôi vơi hả? Hả? Kiều vơi hả? Dạ đâu có đâu. Gia đình thấy không? Thấy em làm lưới dẻo không? À. Dạ không không. Cậu lụm cái đầu vô đi. Dạ lưới này nó vậy rồi, nó hơi ngắn một chút thôi. Qua lại nó giống nhiều á, vậy nó chảy nó gì. Đâu vậy là cũng vậy là nó lưới vậy là đóng cũng được, giờ cũng có cá đó, tại lưới này nó bữa nay nó ít có chảy á. Nước này mà đánh là nước hay chảy 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 tè tè kìa, đóng nó mới ngon. Lưới này ngon bộ, còn mới bộ. Lưới này còn cột, cột cái gì nữa đâu, cậu tính cột cái gì nữa. Ý ông biểu thay cái gì gì. Trời ơi. Khỏi ha. Khỏi đi. Lâu lâu mình mới văng mà. Lâu lâu mới văng, văng chân. Lưới này làm không quen, làm tẳng bẳng là mệt lắm. Giác 4 con, mười giác 40 con. Thằng em gỡ cá siêu không? Cá vậy là cái này mình phải văng ngay cái chỗ cồn đó. Đâu cồn ao, đây nè cậu hai thả già xuống cũng được vậy. Nay con nói có hai tầng ngay hướng biển thôi. Trên đây nó không có cá nhiều đâu. Kia đi xuống. Con thấy mà ông văng đây mà ông đổ xuống nè. Đổ xuống cái mình lụm lên trên đầu mình lên trên đây mình lụm lại. Con cấm cấm OK. Lưới quắn quá trời luôn.
Người lại. Quấn ghê luôn. Ok, rồi cào xuống dân tiếp đi. Được 4 con gia đình ơi. Được có 4 con à. Giờ cậu em gia dân tiếp rồi. Cái cứ giác 50 con, 50 con cũng được, nhiều giác là nhiều con à. Là đủ nậu nấu hành tiêu. Giờ thả xong rồi đó gia đình. Gần hết lưới rồi đó. Cho nó trôi xuống tuốt dưới kia luôn. Biển Long Hải buổi sáng á, trời im thì đẹp lắm. Cô bác rồi bà con ở Long Điền Bà Rịa người ta cũng hay xuống người ta tắm biển đó. Cũng đông vui. Giờ này thì bà con người ta về hết rồi. Cây dừa, mấy cây dừa này trái quá xá luôn qua gia đình ơi. Văng lưới cá đục này là trời là phải cho nó ổng sập rồi, hơi thổi thổi ít thôi. Có sóng bờ hơi le pheo thôi chứ nhiều quá mình văng không nổi, chứ thật sự mà trời mà thổi là cá đục nó mới nhiều. Lưới nó không có trôi nhiều thành ra nó không có càng. Lưới phải cho càng xuống càng mau là nó mới là dính cá mới nhiều lắm. Ở trên đó có đang kéo vào đó hả chú? Nó mấy ngày nay ít lắm, nó dạ. Nhiều trứng nước quá kéo nổi. Dạ, trứng nước hả? Cái trứng nước ấy, nó khô lại như bộ khác ra. Hạt mà mình nấu như kiểu nấu chè ấy. Dạ. Bánh cá đục bơ này sao có? Dạ có, cá đục. Cá đục thì có mà cá kia không có. Dạ đúng rồi. À, cậu em đang lụm lưới vô, thăm thử coi có đóng nữa không? Vô mình mới là tính tiếp. Nếu có thì mình quánh tiếp, còn không có là mình chuyển hướng. Thấy có đóng không mà sao thấy cậu của em làm thinh à? Hai cậu cháu thì dân lưới. Đánh mấy con giác được có 4 con. Về sao mà đủ nấu chắc dễ ghé chợ quá. Trời im á, ngon. Này mà đi biển là mấy anh đi thúng rồi anh phái lắm. Giờ vô nè gia đình. Có không cậu? Hả? À? Mấy con? Được 10 mấy con hả? Cũng được đó. Cái nhiều giác là được, tại nước nó ít có chảy á. Cá nè gia đình. Đúng không? Cá mai, cá cầu. Cá sơn nó nhiều kho cũng ngon lắm á. Cá sơn á. Cá kho mà kho khô khô à, cá mai đó đó chú.
Dạ. Đây, cá mai đây. Cá độc hại. Nửa bao đó là được rồi đó. Dăng từ hai giác nữa, con giác chục con, chục mấy con là được rồi. Bữa nay 12 mình đi ấy rồi. 12 đi chùa hả? Ở trên đi từ thiện ở trên chỗ thích. Dạ. Yeah. Vậy có mình còn hai nhà. Mấy bà nói nữa gì, mình nói mình tiền bạn nào, mình nói ở. Trời, mình biết, có hết nhiều, chứ phải có 5 con cũng được vậy. Đâu, giác mà chục con, từng 3-4 giác là còn hai ăn cả ngày luôn á. Bữa ăn còn ăn hai giỏi lắm, từng 20 con nhiêu. Trời, 20 con ăn với bà luôn, bữa tao 12 mày có bà 14 con ăn với mẹ ăn ngán. Chục chậm chậm không biết có nhỏ đâu. Đúng rồi, cỡ này là nấu hành tiêu mà ngon rồi. Chỉ... mua cháy xài sống nó bầm bỏ vô nữa. Sạch thành ra em không có phụ. Dạ, 16 con mà. 16 con à. Bỏ vô luôn đi. Rồi mình làm giác hai giác nữa là được rồi. Giác sau 20 con đó. Cậu đi thả lên trên kia cho nó trâu xuống dưới đây là vừa. Giờ ra làm thêm một giác nữa. Hai giác được 20 con rồi gia đình ơi. Đây. Được 20 con rồi đó. Dạ. Này dân lưới là kiểu như dân nghệ mà. Này màn 1 cảnh 3, giác thứ 3 nha gia đình. Giác này được như đây nè gia đình. Nhìn hấp dẫn ha. Cũng được hai mấy con á. Cũng mấy 20 con á. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 con cá đục với lại một con cá chép. Giác này được 24 con cá đục với lại một con cá chép nhỏ. Tổng cộng là cũng gần được 30 con rồi đó. Đâu? 30 con hơn 30 con rồi. Giờ đang dâng thêm một giác nữa ngoài đó. Hên giác này mà kiếm được 20-30 con nữa là cuốn gói đi về luôn á. Giờ trong thời gian chờ cậu em dâng lưới thì em lên đây em ngồi nghỉ mệt. Đó, em quay cái resort cho em ngồi nghỉ mệt cho gia đình xem nè. Chỗ này resort đây nó cũng giá cũng bình dân lắm, có 2-3 sao à, thành ra giá nó cũng mềm lắm. Hên giác này mà cậu em mà vô được 20-30 con, 30-40 con gì càng tốt. Cá đục này gia đình biết không, nấu cái món hành tiêu á, giờ mình mua trái xài sống á, mình bầm bỏ vô ngon. Nước mắm ớt dầm cho cây á, ăn là nhất cái nách luôn đó. Còn không là mình kho tiêu, kho keo á. À, cũng được hai mấy, à, cũng được mấy chục con. Rồi. 40 con rồi gia đình ơi, em mới đếm với gia đình. Các bác ăn nhiều mới cá hả dạ? Dạ. Bán nhiêu nè? Cái này. Là cậu em đang kéo vô giác thứ tư. Giác này chắc nếu mà ít là cậu em về luôn là đủ nấu rồi. Đây gia đình ơi,
lượng bịch nhiêu đây rồi. Bữa nay đầu tuần mà cũng có khách tắm cũng lai rai nè gia đình. Giá thứ tư gia đình ơi. Có không cậu? Có không? Hả? Vậy giá này ít hơn giá hồi nãy. Giá này ít hơn giá hồi nãy. Được chục con không? Một con. Hai con. Giác này có mừng con mười mấy con ha? À, mừng có mười mấy con vậy. Cá đó là cá chai á chị. Cá nó bỏ cái mà. Còn hai dân lưới. Vô vậy là dân nữa về cậu. Về hả? Rồi em xin kết thúc clip ở đây. Giờ em với cậu em về. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em. Ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Bye bye. Rồi về coi cậu hai nấu cái món cá hầm tiêu. Giờ cậu hai em đang giặt lưới nè. Giặt lưới giống như hồi xưa cậu hai đi biển vậy đó. Thấy còn hai ngồi giặt lưới nó đã cho bạn gần 70 tuổi rồi gia đình. Rồi, em bye bye nha.